bên cạnh việc giúp tăng thêm vẻ đẹp trang sức còn giúp người phụ nữ trở nên sang trọng tự tin và quyến rũ hơn nhưng chọn loại trang sức nào vừa đẹp về thẩm mỹ lại vừa mang lại may mắn và tài lộc thì lại là câu hỏi được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm trang sức em và tôi xin giới thiệu với các chị em mẫu nhẫn thạch anh tóc vàng kiêu sa được chế tác từ chất liệu vàng 14K, gắn viên đá thạch anh tóc thiên nhiên trong veo như những giọt sương mai buổi sớm, kết hợp với những viên đá kết lấp lánh, tạo nên một sản phẩm hoàn mỹ, mang đến sức hút và sự nổi bật trên đôi bài tay người phụ nữ. Thạch anh tóc vàng mang một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ đất trời, giúp người đeo luôn may mắn, thuận lợi trong công việc. Đặc biệt, ngắm nhìn chiếc nhẫn trong trẻo, tinh khôi còn giúp người đeo luôn cảm thấy an yên và thư thái trong tâm hồn. Sản phẩm sẽ là món quà tuyệt vời dành tặng phái đẹp. Mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 0973951535 0914951535